Đáng chết, hắn là người luyện khí, thực lực khá mạnh. Ninja, giết hắn. Lão đại, cẩn thận. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Tốc độ của hắn đúng là nhanh kinh khủng. Đang hỏi tiếng. Các anh em bắt con tra viên chính tuyền. Lão đại đáng chết. Lỗi hái tử thần. Các ngươi có từng nghe qua ngạn ngữ của Hoa Hạ chưa? Lão đại, ai không sao chứ? Tên này là quái vật sao? Bị đạn hổ tiễn bắn trúng ở chính diện lại không bị tổn thương gì. Chim sẻ rình sâu. Nhiệm vụ hoàn thành. Chúng tôi nên quay về rồi. Lần này vất vả rồi, quay về tôi sẽ bảo người của công ty chuyển thù lao cho các qua cho cậu. Người Hô Hạ, mày tưởng đến đây là kết thúc rồi sao? Giết chết lão già Nhật Bản này là xong xuôi. Biết chi, ra đây đi. Thả chú của tôi ra. Nếu không tôi sẽ giết hắn. Mau lên, các người còn phải giao ra tài liệu nghiên cứu của viện chính tuyền nữa. Vương bên chuyện gì thế này? Thủ lĩnh xem ra đám ninja này chính là quân tiếp ứng của bọn chúng. Đừng nói nhảm nữa. Bên ngoài công xưởng có 30 tên thủ hạ của tôi. Mỗi người đều có buộc thuốc nổ. Nếu 10 phút sau chúng tôi chưa ra ngoài, bọn họ sẽ kích nổ, đến lúc đó chúng ta đều chết hết. Tốc độ của nữ ninja này rất nhanh, muốn đảm bảo tính mạng của Vương Minh. Này, tên nhóc kia, bây giờ là bọ ngựa, ai là chim sĩ? Được, hay là chúng ta trao đổi con tin trước? Hay là chúng ta đổi con tin trước đi. Anh cảm thấy mình có tư cách bàn điều kiện với tôi sao? Có tin bây giờ tôi giết hắn không? Nếu đã vậy, này, đứng lên. Bây giờ tôi sẽ giao người ra cho cô. Dừng tay, con không phải đối thủ của hắn. Khốn kiếp. Chú, cố chịu đựng. Người Hoa Hạ mà giết chú tao hôm nay. Hôm nay tao liều chết với mày. Các ninja tự nổ. Sao lại không có phản ứng? Người đảo quốc, có tưởng mình là chim sẻ phía sau bọn ngựa sao? Dùng thiết khơ xử lý xong cả rồi chứ. Lão đại, đã xử lý xong, thuốc nổ đã được gỡ bỏ. Tôi chính là độc sờ phía sau chim sẻ đây. Chết tiệt, nếu đã như vậy á, biết dân tây không được tự vấn. Con là người thừa kế của bác thần nhất Đao Lâu, cũng là người thừa kế duy nhất của gia tộc Yamamoto. Quy thuận người Hồ Hạ này, sống tốt chú. Chú Viên, vợ chúng con đi trước. Chúng Thiết Khơ sẽ lái xe đưa chú về. Đường tu, thực sự cảm ơn cháu. Chuyện còn lại chú sẽ xử lý. Cháu không cần lo. Xảy ra chuyện lớn như vậy, gần đây cũng không có nhiệm vụ hộ tống vất vả cho mọi người rồi. Ngày khác gặp lại. Bàn tử, cậu sao thế? Quay về nhớ nhớ chờ kết quả kỳ thi báo cho tôi. Lão đại, tôi... Được rồi, đừng có nói nữa, và nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Madu. Lúc đó tôi dạy cậu võ công. Cảm ơn anh, lão đại. Đi đi, đến đây báo cho tôi một tiếng. Vâng, sư huynh. Sau này gặp lại. Tiếp theo chúng ta nên nói chuyện rồi. Ninja, tiểu thư, người kế thừa của bác thần nhất Đao Lâu Yamamoto, biết chi? Nếu cô đã đầu hàng, tôi sẽ không giết người vô danh. Cô là ai? Định dùng thứ gì để đổi mạng mình? Tôi là người thừa kế của bắc thần nhất Đao Lâu Yamamoto Bichi. Cô cũng là người kế thừa của bắc thần nhất Đao Lâu. Khi tôi ở đảo quốc từng nghe qua bắc thần nhất Đao Lâu có một quy tắc thế này: nếu người thừa kế của bắc thần nhất Đao Lâu rơi vào tay kẻ địch, vì giữ mạng có thể đồng ý làm nô lệ 3 năm cho kẻ địch. Nhưng sau 3 năm đối phương nhất định phải thả người, nếu không bất thần nhất Đao Lâu sẽ không tiếc mọi giá mà báo thù. Không sai, tôi sẽ dùng số tiền 500 triệu đô la Mỹ để mua lại mạng của tôi và thủ hạ. Nô lệ, người đảo quốc thật kỳ quái, nhưng 500 triệu kia thì không tồi. Nhưng
Nếu chỉ như vậy, ý là tôi không thể để các người sống được. Tôi có một điều kiện muốn nghe không? Điều kiện gì? Tôi không chết tự do của cô, không lấy tiền của cô, nhưng cô phải làm thuộc hạ cho tôi. Trận chiến lúc nãy, cô có thể nhìn thấy vị trí dịch chuyển của tôi chứng tỏ thực lực của cô khá mạnh. Nhưng tôi nghĩ cô cũng rõ sự chênh lệch giữa tôi và cô. Chỉ cần cô đồng ý làm thuộc hạ của tôi đảm bảo trong vòng 3 năm thực lực của cô có thể tăng lên gấp 10 lần. Và tôi sẽ giúp cô trở thành tộc trưởng của tộc Yamamoto, thống lĩnh bắc thần nhất đầu lâu. Sao tôi biết được có phải anh đang chém gió hay không chứ? Rất đơn giản, sẽ hơi đau, nhịn một chút. Tôi cho cô một ít chân khí, sức mạnh của cô bây giờ đã mạnh hơn một nửa so với trước đi. Hắn không nói dối, sức mạnh của mình thực sự đã tăng lên rất nhiều. Nếu đã vậy, còn vấn đề gì nữa không? Tôi sẽ dùng sức mạnh anh cho để giết anh. Khống thần chú. Ngại quá, vừa nói với cô, tim của tôi đau quá. Lúc tôi cho cô chân khí để thêm vào trong đó khống thần chú, tôi có thể thao túng sự sống chết của cô. Bây giờ cô có 3 giây để quyết định có muốn đi theo tôi hay không. Yamamoto Bichi, tôi xin thề, từ hôm nay trở đi, người con trai trước mặt tôi chính là chủ nhân của tôi. Tôi sẽ hoàn thành bất cứ mệnh lệnh nào của anh ấy, vĩnh viễn không phản bội. 2 tiếng sau, biệt thự của Đường Tu, tôi sẽ báo công ty đưa thù lao cho cậu. Ngoài ra còn có một phần tiền trợ cấp, giúp tôi lo liệu hậu sự cho anh bạn đã hy sinh kia. Cảm ơn, tôi sẽ lo liệu ổn thỏa. Có việc gì thì cần thì cứ liên hệ tôi. Mọi người vất vả rồi, vào nghỉ ngơi đi. Được, ngủ ngon. Sư phụ, cuối cùng anh cũng về rồi. Muộn thế này rồi, sao em vẫn chưa ngủ hả âm âm? Anh còn nói nữa, vì tôi gọi đến tìm anh mấy lần, gì ấy muốn hỏi anh kết quả thi đại học mà anh không nghe mấy. À, lúc nãy anh có việc bận, anh đừng quên xem điện thoại. Sao nhiều tin nhắn quá vậy? Lão đại, tôi vừa tới nhà rồi. Điện thoại của tôi là 470. Vào trường hạng 2 không vấn đề gì, bàn tử. Sư phụ, nghe nói hôm nay có kết quả thi đại học của cậu đã ra chưa? Tròn chỉ trung. Đường huynh để kết quả thi đại học của cậu thế nào rồi? Long Chính Vũ, hôm nay có kết quả thi đại học Đường Tu, anh ra chưa? Hàng Khinh Vũ, anh yêu, thi cậu thế nào rồi? Âu Dương Lộ Lộ, Đường Tổng, hôm nay có kết quả thi đại học quá, đừng có quên trời nha. Khang Hạ, alo, mấy sáng giờ có chút việc, đến bây giờ mới xong. Nhắc con, chuyện kết quả thi quan trọng như vậy mà con bắt mẹ phải đợi sau. Mẹ đừng vội, bây giờ con đi tra rồi nói với mẹ. Con được 745 điểm. Anh Đường, còn thiếu 5 điểm nữa là full điểm. Ái da, còn ngon, mẹ tự hào vì con. Anh họ anh chủ quá đi, chúc mừng anh. Cảm ơn mọi người. Ngày mai sau khi từ bệnh viện về, con không được đi đâu hết. Vợ tiệm, mẹ phải làm cho con một bàn ăn đồ ngon mới được. Vậy thì mẹ nấu nhiều thêm một chút, con định gọi ít bạn bè đến ăn cùng. Quán ăn, thương dân Tô Tỷ. Đừng gõ nữa, đến rồi. À vậy mới sáng sớm chúng tôi còn chưa mở cửa đâu. Chúng tôi là đài truyền hình, bốn phòng phỏng vấn trận nghiêng kho văn Đường Tu. À cậu là anh trai của Đường Tu sao? À, xin hỏi bạn học Đường Tu có ở nhà không? Mong cậu mở cửa ra, tôi hỏi vài vấn đề là đi xong là đi ngay. Mở cửa đi. Tôi đến phỏng vấn trận nghiêng kho văn Đường Tu. Lần này phiền phức rồi. Cùng lúc này, Đường Tổng, tôi có một tin tốt, một tin xấu. Anh có muốn nghe cái nào trước? Sao mới sáng sớm cô đã ồn thế? Còn không phải vì anh đột nhiên lấy tiền công ty trả thù lao cho đám người chung thiết khê và đầu xối sâu. Anh làm như vậy là khiến tôi trở tay không kịp, bây giờ đang cần một khoản tiền đưa cho bên xưởng rượu. Tôi không kịp xoay sở tiền đi. Hiểu rồi, xem ra đây là tin xấu của cô, vậy tin tốt thì sao? Tiền bối thường của Trương gia đã chuyển đến tổng cộng là 3.300 mấy tỷ, không biết. Lát nữa tôi sẽ chuyển vào tài khoản của anh. Chuyển cho tôi 2 tỷ là được, còn lại giữ cho công ty đi. Anh nghiêm túc đó hả? Nếu tôi đã nói công ty giao cho cô toàn quyền xử lý thì tôi nhất định sẽ cố hết sức thỏa mãn nhu cầu của cô. Nhưng tiến độ đưa sản phẩm ra thị trường còn phải gấp rút, chút tiền này chắc sẽ dùng nhanh hết, hết nhanh thôi. Cảm ơn Đường Tổng, anh yên tâm. Quảng cáo giới thiệu sản phẩm đã phát rồi. Qua một tháng rưỡi nữa,
là có thể đưa ra thị trường. Được, được rồi, tôi còn phải đến bệnh viện đi trước đây. Tóc đỏ, alo, sao thế? Anh Đường, anh mau mở TV lên đi. Chào mọi người, nơi chúng tôi đang đứng lúc này chính là trước cửa nhà bạn học Đường Tu, trạng nghiên kho văn năm nay của tỉnh ta. Nhưng không biết vì sao, bạn học Đường Tu vẫn luôn không chịu lộ mặt. Rất nhiều nhà đời đều hy vọng mà có thể phỏng vấn được bạn học Đường Tu. Anh Đường, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Cậu đã nói với bọn họ là tôi không có nhà chưa? Nói rồi bọn họ không tin còn muốn là phỏng vấn chị tôi. Cậu nói mẹ tôi nghe điện thoại. Tu Nhi, mẹ, chuyện này con không muốn làm lớn. Mẹ hiểu ý của con, nhưng không biết đám phóng viên này sẽ chặn ở cửa đến khi nào nữa. Đúng rồi, con đường bên thùng rác có phóng viên không? Chỗ đó hình như là không có người. Vậy con sẽ cho người đi đón mẹ. Mẹ đợi lát nữa sẽ có điện thoại gọi đến. Khang Hạ, thời gian đến bệnh viện khám bệnh của tôi tới rồi. Cô có chuyện gấp gì không? Anh nói đi, còn tôi làm gì? Giờ tôi chạy một con đường dài. 20 phút sau, bệnh viện Trung y thành phố Tinh Thành. Alo, mẹ Khang Hạ đón được mẹ rồi chứ? Mẹ thấy nhà bà ngồi ở vài ngày đi, mẹ cũng vất vả rồi, cứ coi như là nghỉ phép. Ai đã hẹn với con rồi, nói tối nay sẽ tổ chức tiệc mừng cho con, ai ngờ. Không sao, đợi con xong việc sẽ đến nhà bà ngồi, lúc đó mẹ đã làm đồ ăn ngon cho con cũng không muộn mà. Con cũng lâu rồi chưa gặp bà ngồi. Được rồi, con cúp trước đi. Đám người này có lẽ đều là người đã được huấn luyện, xem ra nhân vật quyền quý mà viện trưởng Lý nói đã đến rồi. Đoàn tiên sinh, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Xin lỗi, có chút chuyện nên đến trễ. Vị quyền quý kia đến rồi sao? Đã nghỉ ngơi phía sau rèm đó. Đây là bệnh án cậu xem. Xin lỗi, đã đợi lâu. Ôi, chẳng phải là ông lão tôi gặp trên buổi đấu giá Hải Hiệp Sơn Trang sao? Thì ra là cậu à, chàng trai. Nói như vậy cậu chính là bác sĩ xem bệnh cho tôi sao? Vị trưởng Lý, Lý Hằng Cơ, ông tìm đâu ra cái tên nhóc này để lừa gạt cha tôi vậy? Thủ trưởng, ngài có điều không biết. Đừng có thấy cậu ấy trẻ tuổi, cậu ấy chính là một vị thần y đó. Tôi, ông đang lừa ai hả? Cậu sư phụ quỷ kiến sầu của ông đến đây. Anh cấm miệng cho tôi. Ở đây không đến lượt anh nói chuyện. Anh bạn trẻ, tôi thấy mặt con trai, xin lỗi cậu. Bệnh của tôi đã nhờ bà cậu rồi. Không sao, bác cả. Con đến thăm bác đây. Bà còn nghe nói bác đến Tinh Thành xem bệnh đúng lúc con có việc làm ăn ở bên này cho nên tới thăm bác. Bà cậu còn nhớ đến tôi sao? Cậu đến Tinh Thành có chuyện gì? À, có người muốn mua thi cốt cá mập của Hải Hiệp Sơn Trang chúng ta. Anh là giám đốc đường đông của Hải Hiệp Sơn Trang. Đường Tu tiên sinh, sao cậu cũng mới đấy? Trùng hợp quá, không ngờ cậu cũng hỏi được. Có lẽ chúng ta là người một nhà đấy. Còn trẻ như vậy mà đã có thành tựu thế này không đơn giản. Tôi muốn hỏi một chút cậu mua thi cốt cá mập để làm gì? Lão thủ trưởng nói quá rồi, tôi chỉ là một người bình thường thôi. Mua thi cốt cá mập là để chơi thuốc. Được cái khiêm tốn, Đường Quốc Thịnh tôi luôn nhìn người rất chuẩn. Trận đấu giá của tôi còn nghĩ sẽ không có ai tranh giành khối thiên thạch kia với lão già như tôi. Nếu phải có việc đột xuất, tôi nhất định sẽ đấu giá tới cùng với cậu. Chi bằng cậu suy nghĩ một chút, đem khối thiên thạch đó bán cho tôi đi. Xin lỗi lão thủ trưởng, khối đá đó tôi không bán. Này, tên nhóc kia, đừng có hỏng hết. Bảo anh cấm miệng, anh không nghe thấy sao? Bà, chúng ta thật sự ở đây cho tên nhóc này xem bệnh hả? Đường Văn Bằng, anh còn nói thêm một câu nữa thì cút ra ngồi cho tôi. Ông tên Đường Văn Bằng. Ê, thế nào, ra ngồi. Ba, con vì lo cho ba thôi. Ra ngồi, tôi không muốn nói lại lần nữa. Anh cả, để cậu cho cười rồi. Đứa con trai lớn này của tôi tính tình nó hơi thẳng nhưng người không xấu, mong cậu đừng có để ý. Đường Đông là cháu trai của tôi, là con trai của em trai tôi, đây là con gái tôi, tên Đường Văn Hà. Nói như vậy con của ông đều có lốt chữ Vân cả. Không sai, khả năng suy đoán của cậu rất tốt đó. Trùng hợp như vậy sao? Kinh thành chữ lốt ở giữa là chữ Vân mà còn họ Đường. Anh bạn trẻ, cậu xem bệnh này của tôi. Bệnh của ông bà ngồi thì giống như là hen suyễn ấy, nhưng thực ra là nguyên nhân là do nhiều năm lão lực dẫn đến khí huyết tắc nghẽn. Những năm này ông điều trị bệnh theo cách trị bệnh hen suyễn, hơn nữa còn thường nổi nóng cho nên mới không tốt lên được.
Cái tính khí này của tôi sợ là không đổi được rồi. Thật không ngờ chỉ dựa vào bắt mạch mà cậu có thể nói rõ ra bệnh của tôi. Vì trị bệnh tôi cũng đã chạy chỗ khắp nơi, gặp nhiều danh y. Nhưng cách nói của cậu là lần đầu nghe thấy nhưng rất có đạo lý, anh bạn trẻ. Cậu chữa được bệnh của tôi không? Muốn trị bệnh của ông trị liệu bằng thuốc tuy sẽ có hiệu quả, nhưng thời gian trị liệu dài tôi chỉ có một cách, chỉ là cứ nói đừng ngại. Tôi sử dụng một loại phương pháp trị liệu châm cứu có thể lưu thông huyết mạch và kinh lạc. Một lần là trị khỏi vĩnh viễn nhưng quá trình sẽ rất đau đớn. Thì ra là vậy, anh bạn trẻ không cần lo, cứ trị cho tôi đi. Được rồi, vậy tôi đi chuẩn bị. Phiền ông cởi áo ra. Cái này, trên lưng ông ấy, toàn vết sẹo do đạn bắn xuyên từ đằng trước ra xấu. Anh bạn trẻ, bắt đầu thôi. Chuẩn bị, tôi bắt đầu chăm đi. Đâu, còn 700 nữa, ông không sao chứ? Tiếp tục. Hô hấp của tôi tốt hơn rồi. Tôi đã thông tất cả huyết khí bị tắc nghẽn, bệnh của ông đã được chữa khỏi rồi. Anh bạn trẻ, cảm ơn cậu. Đây là điều tôi nên làm, ông không cần khách khí. Đường thần y, tôi ở ngoài cửa đều nhìn thấy rồi, tôi xin lỗi vì những lời mạo phạm lúc nãy của mình. Không sao. Anh bạn trẻ, ngoại trừ phí chữa bệnh, tôi còn định cho cậu thêm một khoản tiền báo đáp, cậu đừng có từ chối. Tiền cho thêm tôi không nhận, ông đã từng sống chết vì đất nước, với thương sau lưng mình, sau lưng chính là minh chứng, xin cứ trả theo những gì đã bàn với viện trưởng Lý là được rồi. Người bạn như cậu tôi nhất định phải kết giao. Đường Đông, ngỡ ra đó làm gì? Sau này những thi cốt mà cậu ấy còn đều miễn phí hết, nghe chưa? Bác cả, bác nói Đường tiên sinh y thuật lợi hại như vậy có thể chữa hết cho hai em bị tai nạn xe hôn mơ bất tỉnh 18 năm không? À, cháu nói là Văn Đức à? Đường Văn Đức. Đường Văn Đức 19 năm trước ấn cư ở Tinh Thành, năm đó 25 tuổi, từng là một quân nhân. Không, không sai. Sao còn lại quen biết đứa con trai nhỏ đã hôn mơ gần 18 năm của tôi? Cút! Các người cút vừa kinh thành đi. Đường thần y, cậu sao thế? Ba, sao lại thế này? Viện trưởng Lý, Đường Tu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thật không dám giấu, năm nay Đường Tu vừa tròn 18 tuổi. Ông nói cậu ấy chỉ có 18 tuổi. Mau, Văn Bằng, mau đuổi theo Đường Tu. Đưa cậu ấy đến đây. Biết rồi ba. Hèn gì khi nhìn thấy cậu ấy là có cảm giác quen thuộc, cậu ấy và Văn Đức lúc còn trẻ giống y hệt như nhau. Ba, trong bệnh viện đông người quá, trong chớp mắt đã không thấy Đường Tu đâu. Đừng có dùng quan hệ, trong vòng một tiếng đem tất cả tư liệu về Đường Tu đến đây cho tôi. Mẹ, bây giờ con tới nhà bà ngồi tìm mẹ đến rồi nói, lát nữa gặp. Chẳng lẽ vì ông ta hôn mơ bất tỉnh mới không đến đón mẹ và mình? Chết tiệt, đứa trẻ này sao lại đến với bạn nữa rồi? Đã nói bao nhiêu lần nữa rồi? Nghi ngờ nói với người khác con là đứa con hôn không cha, còn nói mẹ là phụ nữ hư. Đường Tu 11 tuổi. Mẹ xấu quá đi. Mỗi lần nó đến đây cái liền im lặng. Tự nhiên là do mẹ không đúng lúc nãy không nên la con. Mẹ không đúng chỗ nào chứ? Nếu sai cũng là ông ta sai. Tại sao sinh ra con lại chơi trò mất tích, hại mẹ và con chịu người ta sỉ nhục như vậy? Bà con không phải người như thế. Nhất định là vì nguyên nhân nào đó đã không mới không quay về. Từng làm lính, lập chiến công, vì nguyên nhân gì đó mà bị người ở trong nhà đuổi ra ngồi. Còn là tam công tử của thế gia hiển hết ở trong kinh thành. Mẹ cảm thấy những lời ông ta nói là lời nào là thật không? Tiểu thuyết bán dở còn không viết như vậy nữa là. Xin lỗi tôi Nhi, nhưng dù sao mấy cũng là ba con. Mẹ, xin lỗi, con không nên nói những lời như vậy. Con sẽ học tập thật tốt, sau này chúng ta nhất định sẽ chuyển ra khỏi hiện thành này. Con sẽ kiếm thật nhiều tiền, hiếu kính mẹ, dù không có ông ta, con cũng sẽ khiến mẹ trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này, cho nên mẹ. Quên người đó đi, quên cái người tên là Đường Văn Đức đi. Bà nói Đường Tu là con của Văn Đức. Không sai, trên tư liệu có ghi mẹ của Đường Tu tên là Tô Lăng Vận. 18 năm trước, khi về nhà, em trai còn có gọi cho bà nói. Sau đó, em trai liền gặp tai nạn xe thành người thực vật. Bà cũng từng phái người đi tìm người tên là Tiểu Vân này.
nhưng vì thông tin quá ít cuối cùng vẫn không tìm được. Và sắp làm ông nội rồi, tiểu vẫn có thai rồi, đã được hơn 3 tháng rồi. Đường tôi giống hệt Văn Đức. Con vừa gặp nó cũng có cảm giác này. Nói vậy nó chính là cháu ruột của con rồi, cháu nội ruột của ba đó. Chắc không sai đâu. Bà thấy lúc nó thấy chúng ta liền hung dữ như vậy, chắc có lẽ là do lúc đó Văn Đức không quay lại tinh thần. Đỡ mẹ con họ hiểu lầm nhiều năm. Vì này phải giải thích rõ ràng với mẹ con họ. Đỡ đường tôi nhận tổ quy tông mới được. Những năm này đã làm khổ cho mẹ con họ rồi. Ngồi ra nói không chừng đường tôi thật sự có thể chữa khổ cho em trai cô. Nói, thủ trưởng, chúng ta vừa mới tra được, đường tôi lấy xe ra khỏi thành phố rồi. Đang chạy vừa hướng huyện Thanh Hà. Nó có lẽ muốn đi đến nhà bà ngồi mình ở Tô Gia Thôn trong huyện Thanh Hà chuẩn bị xe cho tôi. Vâng thủ trưởng. Trong tư liệu nói đường tu lớn lên ở Tô Gia Thôn Vân Hà, còn đi với bà tới Tô Gia Thôn một chuyến. Vâng, bà gần đây ở trong gia tộc nhiều việc, con đứng đi, con đừng đi, nhanh chóng vượt kinh thành. Nhà không thể một ngày không có chủ. Biết rồi, bà. Vâng à, chúng ta đi. Tu Nhi, chuyện gì vậy? Trên điện thoại con cứ lộn cả lên. Bà ngồi con vừa mới ngủ, bà ấy nói muốn chờ con vừa thì mới chịu ngủ trưa đó. Đỡ ngồi ngủ đi, con có chuyện muốn nói với mẹ. Chuyện gì thế? Cứ thần thần bí bí mãi. Con gặp người nhà của Đường Văn Đức rồi. Con gặp người nhà của Đường Văn Đức rồi. Người nhà của ông ấy ở đâu? Ba con đâu? Mẹ, mẹ bình tĩnh trước đã. Con sẽ nói cho mẹ nghe, nhưng mẹ phải chuẩn bị tâm lý. Đường Văn Đức ở quỷ đã hôn mơ bất tỉnh 18 năm rồi. Nói như vậy, ba của con vì gặp tai nạn xe nên không quay về tìm chúng ta. Ngồi ra liên quan đến thân thế của ông ấy, có lẽ cũng thật. Ông lão tên Đường Quốc Thịnh kia đúng là một đại nhân vật. Ông ấy không nói gì với mẹ sao? Bà còn nói do gia tộc xuất hiện nguy cơ nghiêm trọng vì muốn tránh tai mắt ở người khác nên mới kêu cha mình giả vờ đuổi ra ngồi. Lúc đó ông ấy vì muốn bảo vệ mẹ nên mới không công khai thân phận. Sau đó chúng ta có con, ông ấy mới quyết định là quay về nhà. Chúng ta đã hiện, sau khi quay về ông ấy sẽ nói tất cả cho mẹ. Nhưng ai ngờ sau khi ba con mất tích, mẹ cũng từng đi kinh thành tìm ông ấy rất nhiều lần. Nhưng mẹ lạ nước lạ cái cũng không có quan hệ gì. Chỉ dựa vào cái tên, cuối cùng vẫn không thể tìm được. Tu Nhi, đưa mẹ đi gặp ba con có được không? Thật ra mẹ không quan tâm là thân phận của ba con. Mẹ yêu là có người của ông ấy. Mẹ cũng biết rồi. Con sẽ đi cùng mẹ đến thăm cái ông ta. Nhưng con phải nói rõ với mẹ. Con sinh ra Tô Gia, lớn lên ở Tô Gia. Còn vợ Đường Văn Đức, con thật sự là không có tình cảm. Lúc con còn ông ta lại không biết ở nơi nào. Dù chuyện ông ta không thể quay về là nguyên nhân. Dù trong người con chảy dòng máu của ông ta, nhưng phần tình cảm cha con này đối với con mà nói chỉ là trống rỗng. Những thứ này chúng tôi đều có thể giải thích. Đường gia chúng tôi nợ hai mẹ con cậu, chúng tôi nhất định sẽ dùng những ngày tháng sau này để bù lại. Năm đó, Văn Đức gọi điện thoại cho tôi nói là Tiểu Vận, người đó yêu đã có thai 3 tháng, tôi đã tìm ở tinh thành suốt 5 năm trời. Còn xem lật tung cái tinh thành này lên, nhưng ai ngờ Tiểu Vận vì không đợi được Văn Đức mà rời khỏi tinh thành, vờ Tô Gia Thôn này. Đường Đường Tiên Sinh. Chị dâu, sao chị vẫn gọi Đường Tiên Sinh phải gọi bà mới đúng? Lần đầu gặp mặt á, em là em gái của Văn Đức, cô của Đường Tô, Đường Văn Hà. Xin chào, sau này là người một nhà rồi, chị không còn cách xấu như vậy. Đường Tô, Tô Nhi, thế rằng ta rất mong cháu có thể nhận tổ quy tông cùng với mẹ cháu đến kinh thành để sinh sống, nhưng ta sẽ không biết cháu sau này nếu cháu có bất cứ chuyện gì cần gia tộc giúp đỡ, Đường gia chúng ta nhất định sẽ tận hết sức mình. Cháu có thể không nhận ta, nhưng ta hy vọng là cháu có thể nhận bà cháu. Nó không thể vì về tinh thành là vì có nguyên do. Mong cháu theo ta vào kinh thành để dùng ý thức của cháu cứu sống người cha Đường Văn Đức đã hôn mơ của cháu đi. Tu Nhi, con thật sự có cách cứu ba con sao? Con, nếu là người thực vật, tôi không có 10 phần nắm chắc. Đi thử đi Tu Nhi. Mẹ, bà ngồi. Ông chính là ba của Văn Đức.
Mẹ, cuối cùng con cũng tìm được Vân Đức rồi. Chào bà, tôi chính là Đường Quốc Thịnh, cha của Đường Vân Đức. Đường Vân Đức là người duy nhất cả đời này con gái tôi yêu. Nhưng những khổ sở mà con gái tôi phải chịu trong những năm qua, chắc ông cũng biết rồi, cho nên là xin nhớ kỹ những lời ông nói lúc này. Tôi chỉ là một người phụ nữ nông thôn, không có văn hóa gì, không giống ông. Nhà to, sự nghiệp lớn, hy vọng ông không nuốt lời đối xử với tốt với con gái tôi. Nếu không, bà già này tuyệt đối không tha cho ông. Bà yên tâm, thằng nhóc chết tiệt có việc mới về nhà thăm bà ngoại. Xin lỗi bà ngoại, thời gian trước hơi nhiều việc. Bà nghe mẹ con nói rồi, cuốn ấy thật kia của ông ngoại còn có thể giúp con được. Ông ấy trên cao có linh cũng sẽ thấy vui vẻ. Tôi nhi, đi xem ba của con đi, cứ coi như vì mẹ con thấy rồi. Nói tiếp, hiểu chưa? Bà ngồi, bà yên tâm, con hiểu ý của bà rồi. Được rồi, ông Thông gia, uống ly trà rồi hãy đi, để cháu tôi Tường Phi đi pha trà. Xin lỗi, chúng tôi phải nhanh chóng vượt kinh thành. Ngày khác tôi nhất định sẽ đến nhà thăm hỏi. Tôi nhi, kinh thành cách đây là 600 km. Ở chúng ta đi nhanh thôi. Tôi lái xe cho mẹ tôi theo sau xe ông. Bà ngồi. Cảm ơn bà. Để con quay lại nhất định phải ăn món chân giò chua ngọt bà nấu. Được, bà nhớ rồi. Tường Phi, em ở lại đây thêm mấy ngày chơi với bà ngồi đi. Yên tâm đi anh Hổ, mẹ chúng ta đi. Ừ. 2 tiếng sau, đường cao tốc Tinh Thành. Gọi điện thoại cho Tiểu Nghĩ, bảo nó thông báo cho mọi người trong tộc đến nhà. Biết rồi ba. Alo, mẹ sao thế? Tiểu Nghĩ à, ở Tinh Thành chúng ta tìm được người con trai của cậu hai con rồi. Tiểu Nghĩ, ở Tinh Thành chúng ta tìm được con trai của cậu hai con rồi. Nó còn trị hết bệnh cho ông ngồi cô. Cái gì? Tinh Thành anh ta tên là gì? Nó tên là Đường Tu. Đường Tu? Sao? Tiểu Nghĩ, con quen biết Đường Tu này. Mẹ không sai đâu. Nhất định là anh ta chính là người trẻ tuổi mà con từng nhắc với mẹ đối tác hợp tác ở Tinh Thành. Cùng lúc đó, sân bay quốc tế Tinh Thành. Ba, chuyện đó là thế nào? Đồng nhi, bây giờ con đang ở đâu? Bây giờ con đang ở sân bay Tinh Thành, chuẩn bị vào đảo Kinh Môn. Con đứng đó đi, đừng có đi đâu hết. Em trai thứ hai của Đường Quốc Thịnh, Đường Quốc Hương. Bây giờ ba và em gái con sẽ ngồi chiên cơ đến đối cùng. Chúng ta về nhà ở Kinh Thành. Con gái Đường Quốc Hương, Đường Yến. Một công ty địa sản não đó ở Kinh Thành. Ê, Đường Tổng, đây là báo cáo tài vụ của nửa đầu năm nay. Ngài xem đi. Cô ra trước đi. Bà, con vừa nhận được điện thoại của Tiểu Nghị. Nói là tìm được con trai của Văn Đức rồi. Con nói gì? Em trai thứ ba của Đường Quốc Thịnh, Đường Quốc Thọ. Con trai Đường Quốc Thọ, Đường Văn Thành. Đám người bác cả đang ở trên đường trở về. Đi, bây giờ về nhà. Một hội sở thương nhân cao cấp nào đó Kinh Thành. Anh nghĩ, để em nói cho. Ta nhóc em nghĩ cũng đừng nghĩ. Anh đã thông báo cho ba em rồi. Chúng ta nhanh về thôi. Anh nghĩ, mẫu nói em biết anh họ Đường Tu này có dáng vẻ như thế nào. Giống cậu hai như đúc, nhưng thân hình cao hơn một chút. Nhưng những thứ này không phải trọng điểm. Anh ta chỉ mới có 18 tuổi, đã có gia sản lên tới 1.000 tỷ. Hơn nữa công phu lợi hại, còn biết các y thuật. Wow, ngầu quá đi. Con trai Đường Văn Thanh, Đường Vĩ. Đường, anh ta có ngầu thế nào thì cũng không hơn anh cả Đường Minh của chúng ta được. Đội trưởng Đường, báo cáo, ngài có một cuộc điện thoại tư nhân, cấp đi, nói tôi đang đi luyện binh. Cái đó là ba của anh, hình như có việc gấp. Alo, ba, con trai của Đường Văn Bằng, Đường Ninh. Đường Ninh, tìm được con trai và vợ của chú hai con rồi, bọn họ đang đi về cùng với ông nội con. Con lập tức về nhà. Bà đã về đến nhà rồi, thông báo cho em gái Đường Dĩnh của con, gọi nó về đi. Hơn như, mẹ của chúng ta đâu? Văn Bằng, sao anh về rồi? Ba và Văn Hà đâu? Vợ của Đường Văn Bằng, Thái Hân Như, mẹ đang ở phòng bệnh của Văn Đức đó.
Ở Thanh Thành chúng ta tìm được vợ và con trai của Văn Đức rồi, không nói với em nữa. Anh đi nói với mẹ đi. Mẹ. Vâng, bạn. Sao con vợ rồi? Bà con và em gái con đâu? Vợ của Đường Quốc Thịnh à? Tân Trung Nghiệt. Mẹ, nhà chúng ta có chuyện vui. Lần này đến Tinh Thành, không chỉ chữa hết bệnh cho bà. Con nói thật sao? Mà con tìm được vợ và con trai của Văn Đức chính là đứa trẻ đã chữa hết bệnh cho bà. Con nói thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Y thuật của cháu trai mẹ rất cao siêu. Nó không chừng còn có thể chữa khỏi cho Văn Đức nữa. Văn Đức, con nghe thấy không? Con trai con sắp vừa đi cứu con rồi. Cùng lúc này, chữ của Vương Hy Chi quả nhiên là không tầm thường. Chị, uống nước. Thật hào phóng quá đi, lần đầu gặp mặt đã tặng cho em một món quà lớn như vậy. Không lẽ cậu ta thích em rồi? Đâu có. Ê, nhìn cái biểu cảm này của em lý nào là coi trọng cậu ta rồi. À, đã nói là không phải mà, chị Đường xấu quá đi. Phản ứng này của em có chỗ nào không phải đâu chứ. Được rồi, không chọc em nữa. Em chơi với chị từ nhỏ đến lớn á, chị biết trêu em. Chị đi nghe điện thoại trước, Đường Ninh. Anh còn nhớ đứa em gái này sao? Đã bao lâu anh không gọi cho em rồi? Con gái Đường Văn Bằng, Đường Dĩnh. Đường Dĩnh. Giờ em đang ở đâu? Lập tức về nhà liền. Lúc nãy bà gọi cho anh nói. Ở Thanh Thành tìm được vợ và con trai chú Hai rồi. Bọn họ đang về nhà cùng ông nội. Con trai chú Hai tên Đường Tu. Anh nói con trai đó tên gì? Tên Đường Tu. Không nói nữa, anh phải lái xe mau về nhà cấp đi. Yến Dinh. Em vừa nói người con trai tặng em cái tranh chữ Vương Hy Chi tên là gì? Chị Đường. Chị già đến hồ đồ rồi sao? Chẳng phải em vừa nói với chị mấy phút trước sao? Cậu ấy tên Đường Tu. Cả con chính là con dâu Tiểu Vận và cháu trai của Đường Tu của ta sao? Mau đó bà nội nhìn xem, con giống hệt như cha con vậy. Đường Tu. Em họ đúng là không ngờ được. Cứ như mơ vậy. Đường Vân Hà là mẹ anh, là cô của em. Biểu cảm của em sao thế? Không kinh ngạc chút nào sao? Xin lỗi sở nghĩ. Chuyện cậu và tôi là anh em, tôi đã nghĩ đến từ sáng sớm rồi. Mục đích hôm nay tôi đến không phải để nhận thân. Ông nội, có lẽ em họ sợ người lạ, để con giới thiệu người nhà với em ấy cho. Ừ. Thôi đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Tôi nhỉ, con. Đố tôi đi gặp Đường Văn Đức. Con có vẻ không hiểu quy tắc của Đường gia nhỉ? Nghe rõ cho tôi. Tôi là anh họ của Đường Ninh của cậu. Hôm nay phải dạy cho cậu một bài học mới được. Không muốn bị thương thì lập tức bỏ cái tay ra. Ninh Nhi, dừng tay. Ninh Nhi, con đưa mọi người ra phòng khách trước đi. Nhanh lên, đưa tôi đi gặp Đường Văn Đức. Văn Đức. Văn Đức. Mẹ. Văn Đức. Văn Đức. Tại sao lại thế này? Chúng ta đã hiểu nhau rồi mà. Em và con tới thăm anh đi. Đi đi, đến thăm ba của con đi. Khốn kiếp, mình bị sao thế này? Mình đáng ra phải hận người đàn ông này mới đúng. Vâng Đức, anh mới nhìn đi. Con trai của chúng ta Đường Tu, nó cũng đã trở thành một chàng trai rồi. Tại sao khi nhìn thấy khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ này, nước mắt lại rơi xuống không ngừng? Mẹ yên tâm đi, con sẽ không tiếc mọi thứ để trị khỏi bệnh cho ông ấy. Ông ta nhất định phải tỉnh lại và trả lại công đạo cho mẹ con chúng ta. Sao rồi tôi nhỉ? Ừ. Tình hình ông ấy con đã biết rõ rồi. Cũng không phải là không có cách trị. Nhìn thiếu một vị dược thảo cực kỳ nguy hiểm mới có thể trị khổ cho ông ấy được. Thảo dược gì tôi nhi còn có việc nói. Lão thủ trưởng, ông còn chuẩn bị hưởng long thảo, càng nhiều càng tốt. Được, giao cho ông nội đi. Thì ra tên Đường Tu này lợi hại như vậy à, Tiểu Nghị. Đúng vậy, anh Ninh. May mà anh không đối cứng với cậu ấy, công phu của Đường Tu thật sự rất lợi hại. Người giống như cậu ấy nên làm binh để báo đáp quốc gia. Anh có thể đừng gặp ai cũng khiến người ta làm lính được không hả? Đúng rồi Tiểu Nghị, em còn nhớ cô bé của một gia bà có quan hệ rất tốt với chị không?
Chị Vĩnh, chị nói em gái một uyển danh đó à? Em ấy giờ sao rồi, đã có bạn trai chưa? Chị khi em nên từ bỏ đi, em ấy và Đường Tu có quen biết, với lại uyển danh có hảo cảm với Đường Tu. Tính vào trục giá của chị em đi. Sao mình thấy chuyện này bình thường nhỉ? Cô gái nào cũng thích Đường Tu, đầu tiên là Khang Hạ, bây giờ đến uyển danh. Anh nghĩ nữ thần Khang Hạ của anh sao rồi? Cảm miệng Đường Đường. Xem ra con cháu của anh cả và em ba sống với nhau cũng tốt đi chứ. Đông Nhi, chúng ta không thể cứ ở mãi tại Kinh Môn Đảo được. Không có việc gì thì nên về đây xem thử nhiều hơn mới đúng. Tất cả mọi người nghe đây, ngay bây giờ lập tức đi tìm Hưng Long Thảo cho ta. Có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Thế vẫn, mày định xuống bếp làm bữa tối, các con có thể ở đây hoặc ở phòng cho chị, ở phòng khách nghỉ ngơi đi. Ông ấy bảo tối nay bốn người chúng ta cùng ăn cơm. Nếu bà không để ý, tôi có thể giúp bà. Vậy tốt quá rồi, nếu tự nhiên mà không có ý kiến gì, tôi cũng muốn nói chuyện với con đi. Mẹ, mẹ đi đi, con kiểm tra cơ thể ông ấy thêm một lát, để tránh sai sót. Tự nhiên vậy lát nữa, ăn cơm rồi gặp, vất vả cho bà rồi. Không vất vả, đều là người một nhà mà. Tự nhiên, con có thể trị khổ cho ba con, sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Mẹ yên tâm, sẽ không sao đâu. Tự nhiên, mẹ đi đi. Xin lỗi, mẹ, lần này cô không nắm chắc là 10 phần có thể trị khổ cho ông ấy và bình an vô sự. Tiểu vọng tu nhi. Muốn cứu ông ấy, phải đánh vỡ tâm ma và màn trắng do ông ấy tạo ra, để linh hồn ấy được giải thoát và phải cùng chiến đấu với tâm ma của ông ấy. Chỉ còn không cẩn thận sẽ bị tâm ma của ông ấy nuốt chửng mất đi hồn phách. Nào, tu nhi. Anh thì sườn đi, đây là món ruột của bà nội đó. Lúc nãy ta với mẹ con nói chuyện, con biết được vài chuyện của con từ miệng Tiểu Nghị, ta vui vẻ chết mất. Con đúng là cách tiền đồ. Những năm này đã làm khổ cho mẹ con rồi, sau này ở đây chính là nhà của các con. Con sẽ không chuyển tới kinh thành, con còn rất nhiều việc ở kinh thành. Ngoài ra, tháng 9 con phải đến Ma Đô đi học. Bà có nghe không? Ông nội con nói, cứ theo ông ấy, chúng ta sẽ không cưỡng ép con, cho dù con không nhận, món sườn này ngon quá đi. Sau này lúc con đến đây thì bà nhớ làm món này cho con nhé. Ông vừa mới khỏi bệnh, nói nhiều một chút. Sao lại khóc rồi? Mà ăn thử đi, con không thua gì món mì nấu đâu. Tu Nhi, cảm ơn con. Giám đốc sở, đây là tất cả Hưng Long Thảo mà chúng tôi có, cậu cầm đi. Được rồi, cảm ơn ông chủ Vương. Anh nghĩ, tại sao Đường Tu ở nhà ăn cơm với ông nội, còn chúng ta phải ra ngoài mua dược thảo chứ? Đường Đường, người ta là Hồn Châu ca ca, em thì sao? Đừng cãi nữa, những người khác có lẽ đã thu thập xong Hưng Long Thảo rồi, chúng ta phải nhanh chóng quay về thôi. Ở kinh thành chỉ kiếm được có 10 cây Hưng Long Thảo. Sao rồi, Tu Nhi, nhiều đây có đủ không? Số lượng thì vẫn thiếu một chút, nhưng có còn hơn không? Thảo dược này rất quý hiếm, có thể trong thời gian ngắn thu thập được chừng này đã là không dở rồi. Hay là chúng ta liên hệ người ở nơi khác tìm thử? Ý là không còn thời gian nữa. Ông ấy đã hôn mơ quá lâu. Nói thật á, nếu trong 2 ngày còn không trị khỏi, ý là không còn cách nào trị khỏi nữa. Sao lại như vậy được, ông nội? Chỗ em có 8 cây hương chương Long Thảo. Cô là chị họ của cậu, Đường Dĩnh. 8 cây Long Thảo này là tôi nhờ người mà cậu cũng quen biết giúp tôi tìm đó. Tên của cô ấy là một uyển danh. Thì ra là vậy, thêm vào số này nữa chắc là đủ rồi. Giúp tôi cảm ơn cô ấy. Tôi nghe chuyện này nhờ bà con rồi. Mày yên tâm đi. Không được, cho bất cứ ai bước vào căn phòng này. Yên tâm, ta sẽ cho cảnh vợ phong tỏa khu biệt thự này. Ngồi ra lát nữa gọi sở nghỉ vào đây. Trong quá trình trị liệu tôi cần sự giúp đỡ của cậu ấy. Được, bây giờ ông sẽ kêu đi câu nó. Tiểu Trương Long tổ biệt. Mẹ, mẹ cái việc gì muốn dặn dò con sao? Tu Nhi, lúc ông ấy tỉnh lại, có thể gọi ông ấy một tiếng ba không? Được, con hứa với mẹ đó. Cậu muốn tôi giúp thế nào? Rất đơn giản. Cậu đợi ngồi cửa, cứ một tiếng thì đốt một cây Hưng Long Thảo, sau đó bỏ vào trong phòng, đóng cửa lại là được. Cái gì? Thuốc này không phải đó cho cậu hai uống à? Không, Hưng Long Thảo, nếu đốt thì nó sẽ làm tăng cao hiệu quả thức tỉnh.
Lý do sử dụng cái loại cỏ này là vì sợ lúc tôi chữa trị cho ông ấy bị rơi vào hôn mơ vĩnh viễn. Cậu đùa à, cậu hai hôn mơ bất tỉnh rất lâu, giờ thêm cậu nữa. Cậu muốn người của cái nhà này chết hết sao? Chuyện này quá nguy hiểm, tôi phải đi nói với ông nội. Không còn thời gian đâu. Đây là cách duy nhất để trị khổ cho ông ấy. Tôi gọi cậu đến là vì nếu như tôi ngã xuống, giúp tôi liên lạc với Âu Dương Lạc Lạc, bảo cô ấy đưa cô tiểu tiết của Bạch Yến Tử lâu đến, cô ấy có thể giúp tôi. Chuyện sau đó cậu cũng nghĩ xong rồi, tôi không cản cậu nữa, nhất định phải trở về đó. Tôi muốn uống rượu với cậu đấy, em họ. Tôi sẽ cố hết sức, nhờ hết vào anh, sở nghĩ. Anh họ. Mới nhất định phải cẩn thận, sau khi bước vào tâm ma của ông ấy, không phải công pháp bình thường, không thể sử dụng được. Tiểu Vận, Tô Nhi, Tiểu Vận, Đường Văn Đức. Ông ấy vẫn còn nhớ tên mình, có lẽ đơn giản hơn những gì mình nghĩ nhiều.